những cái kỹ thuật chẩn đoán nặng quan trọng nhất cho rất nhiều cái cơ quan khác nhau, ví dụ như là thần kinh. Thì đối với hệ thần kinh thì cộng từ là kỹ thuật được lựa chọn hàng đầu, vì cái contrast nó rất là tốt, nó phân biệt được các cấu trúc trong não rất là tốt, phân biệt được chất trắng chất xám, nó nhận biết của các cái cấu trúc nội sọ rất là nhạy, đặc biệt là nó phát hiện nhồi máu não rất là sớm. Cộng từ khuếch tán có thể phát hiện nhồi máu não sau khoảng 30 phút sau khởi phát, rất là nhạy. Trong khi đó cắt lại với tính chúng ta biết là trước 6 giờ thì có thể nó âm tính. Rồi các hệ khác cũng như là cơ xương khớp, chúng ta thấy ví dụ như đối với các khớp chẳng hạn thì cộng từ là kỹ thuật hàng đầu, khớp vai, khớp gối, khớp háng, khớp cổ chân, đúng không? Rồi gan mật, trước đây chúng ta thấy gan mật thì người ta làm nhiều là siêu âm và cắt lại vi tính, nhưng mà những năm gần đây thì cộng từ nó chứng minh được cái vai trò của nó, đặc biệt trong xác định các cái cấu trúc mà trên cắt lại vi tính còn chưa rõ, ví dụ như tổn thương gan, u gan hay không, u có nguyên gốc tế bào hay là tế bào gan hay là các cái nguồn gốc khác, vân vân. Rồi cộng từ có thể ứng dụng trong các cái cơ quan nào nữa, ví dụ như thai, cộng từ thai nhi cũng rất là hay. Các bạn đi ở hai bệnh viện các bạn thấy người ta chỉ định cộng từ thai rất nhiều, đặc biệt trong xác định các cái bất thường của thần kinh trung ương của thai nhi, ví dụ như thể chai chẳng hạn. Trên siêu âm thì chúng ta có thể xác định được có bất sạc thể chai hay không, nhưng mà trên cộng từ thì nó chính xác hơn rất nhiều, thấy rõ hơn rất nhiều. Cộng từ cũng cho phép chúng ta đánh giá các cái hồi cuộn nào của thai nhi rất là rõ, mà trên siêu âm nhiều khi khó thấy. Vách trong suốt chúng ta có thể thấy rõ dạng não thất, các cấu trúc bất thường nội sọ, có xuất hiện nào hay không, thì chúng ta cũng thấy rõ trên cộng hưởng từ. Thì trước khi vô cái phần nhắc lại lý thuyết thì có một số câu hỏi như thế này, các bạn để kiểm tra xem thử các bạn có hiểu hết không. Như thứ nhất là xuất hiện nào thì nó có tín hiệu như thế nào trên cộng hưởng từ. Đây là câu hỏi muôn thở, chúng ta đi trực cấp cứu hàng đêm, chúng ta thấy xuất hiện nào nghi ngờ tai biến, người ta chụp cắt lại vi tính. Thì trên cắt lại vi tính nếu có xuất huyết thì chúng ta thấy nó tăng tỷ trọng rất là rõ, chẩn đoán rất là dễ. Thì một cái ổ xuất hiện nào sẽ có tỷ trọng khoảng 70 đến 80 cái đơn vị Hounsfield. Trong khi đó nhu mô nào thì sẽ có tỷ trọng khoảng 38 đến 40 Hounsfield. Tùy chất trắng và chất xám nó khác nhau một chút. Nhưng mà khối xúc hiện nào thì nó sẽ có tỷ trọng cao hơn rất nhiều. Thì trên các lợi tính chúng ta phát hiện rất dễ. Nhưng trên cộng hưởng từ thì tín hiệu nó như thế nào? Thì tín hiệu của xuất hiện nào trên cộng từ các bạn biết rồi, nó sẽ thay đổi tùy thuộc rất nhiều vào cái giai đoạn xuất huyết. Chúng ta biết là xuất huyết não cấp nó sẽ khác với xuất huyết não bản cấp. Trong bản cấp thì bản cấp sớm nó sẽ khác bản cấp muộn. Rồi giai đoạn mãn tính tín hiệu nó sẽ khác. Thì các bạn mà hiểu rõ tín hiệu của cái xuất hiện nào của các giai đoạn ở trên cộng hưởng từ thì bạn sẽ hiểu rõ cái nguyên lý của cộng hưởng từ. Khi nào thì nó tăng tín hiệu trên T1, khi nào thì nó tăng tín hiệu trên T2, khi nào thì nó giảm tín hiệu trên cả T1 trên T2. Thì nắm rõ cái mô hình tín hiệu của xuất hiện nào trên chuỗi xung T1 T2 qua các giai đoạn thì bạn sẽ hiểu hết cái nguyên lý của cái cộng hưởng từ. Câu hỏi thứ hai, thì nhồi máu não nó có tín hiệu như thế nào trên cộng từ khuếch tán? Câu này thì dễ, cái ngã này thì rất là hay hỏi, nên các bạn hầu như đều hiểu, cũng biết nhồi máu não thì nó hạn chế khuếch tán, đúng không? Vì nó
có cái phù độc tế bào. Thì phù độc tế bào thì nó khác phù vân mạch trong cái phần thần kinh, có nói rất rõ, bạn nào không còn nhớ thì tìm lại đọc. Thì có hai loại phù các bạn, là phù vân mạch và phù độc tế bào. Hai loại phù đấy nó xảy ra trong hai cái bệnh cảnh khác nhau. Ví như phù vân mạch thì chúng ta hay gặp trong cái trường hợp gì? Trong các khối tròn trộn, ví như khi có u nào, khi có di căn nào, khi có áp xe nào, nó tạo ra một khối tròn trộn, nó gây rối loạn vân mạch, nó gây phá vỡ hàng rào máu não và nó gây phù vân mạch. Vậy phù vân mạch thì nó có đặc điểm gì? Trên cổng hướng tư tuổi xung T2 hoặc flare các bạn sẽ thấy hình ảnh ngón tay, đúng không? Ngón tay đeo găng như thế này, nghĩa là cái nó chỉ phù chủ yếu là chất trắng, còn chất xám thì nó không bị ảnh hưởng. À. Ngược lại, cái phù độc tế bào nó xảy ra trong trường hợp có rối loạn kiềm hóa của tế bào do thiếu oxy. Điển hình là trong nhồi máu não. Thì khi nó thiếu oxy thì cái bơm ATP ở mang tế bào, cái bơm natri kali ở mang tế bào nó sẽ bị rối loạn hoạt động. Và kết quả là nó sẽ dẫn đến tế bào nó trướng phình lên, nghĩa là tăng cái lượng nước từ khoang ngoài bào vào trong khoang nội bào. Mà khi nước nó vào trong khoang nội bào thì sao? Nó sẽ bị hạn chế khuếch tán. Do nhiều cơ chế, thứ nhất, nước trong nội bào thì nó bị hạn chế bởi màng tế bào nên nó không khuếch tán được. Thứ hai là do các tế bào nó trướng phình lên nên cái khoảng gian bào nó hẹp. Thì cả hai cơ chế nó làm cho hạn chế khuếch tán. Hạn chế khuếch tán thì trên cổng hướng tư khuếch tán sẽ tăng tín hiệu và bản đồ ADC nó sẽ giảm. Phù độc tế bào thì nó sẽ bị ảnh hưởng cả chất trắng và chất xám, đúng không? Nên nó không có dấu hiệu ngón tay mà nó phù luôn chất trắng chất xám, nó làm mất ranh giới giữa chất trắng và chất xám, nghĩa là không thấy rõ ranh giới giữa chất trắng và chất xám. Chúng ta hãy gọi có các cái dấu hiệu ví như là dấu băng rôn thủy đạo, phù của cái vỏ não thủy đạo, chúng ta thấy không thấy được cái ranh giới giữa chất trắng và chất xám. Hoặc là khi nó phù nó ảnh hưởng đến cái nhân xám trong ương, cái nhân bèo chẳng hạn, nó làm cho cái nhân bèo nó giảm tỷ trọng xuống. Vì chúng ta biết nhân bèo là cấu trúc chất xám trung ương, nó có tỷ trọng cao hơn chất trắng xung quanh một chút, khoảng 4 đến 5 đơn vị hao siêu thôi. Khi nó chất bèo, nhân bèo để nó bị phù nề thì nó sẽ giảm tỷ trọng. Vì sao phù nề nó giảm tỷ trọng? Vì nó tăng chứa nước, thì nước thì tỷ trọng nó giảm, nên nước thì tỷ trọng nó thấp nên nó làm cho cả cái vùng đầy tỷ trọng đó nó giảm xuống. Thì nhân bèo nó giảm tỷ trọng thì nó sẽ trở nên đồng tỷ trọng với cái chất trắng xung quanh, và kết quả chúng ta không phân biệt được đâu là chất trắng, đâu là chất xám. Chúng ta gọi là dấu hiệu nhân xám trung ương biến mất, hay là nhân bèo biến mất. Vậy nhồi máu não thì nó có tín hiệu cao trên cổng tư khuếch tán, do nó bị hạn chế khuếch tán. Trên cái bản đồ ADC thì nó sẽ giảm. Đấy là nhồi máu não cấp. Thì nhận cho qua bản cấp muộn và màng, nó có thể tế bào nó bị lý giải rồi, nó không còn hạn chế khuếch tán nữa, thì lúc này nó chỉ tăng tín hiệu trên T2 thôi, chứ nó không thực sự gây hạn chế khuếch tán. Đấy là một cái điểm cần ghi nhận, phân biệt giữa phù độc tế bào và phù vân mạch. Phù nào thì có hạn chế khuếch tán, thì hiểu rõ cái câu số 2 này thì các bạn sẽ hiểu rõ cái nguyên lý của cổng hướng tư khuếch tán. Thì cổng hướng tư khuếch tán là một chuỗi xung rất quan trọng trong cổng hướng tư, và nó ứng dụng hầu hết các cái cơ quan. Não chắc chắn rồi, bụng cũng rất quan trọng, các cơ quan khác cũng rất quan trọng. Bây giờ câu hỏi số 3. Tại sao biến đổi modic 2 của mô xương sọ thân đột sống lại tăng tín hiệu trên chuỗi xung T1? Thì cái này các bạn đã đọc cổng tư các bạn biết rồi, modic 2 là modic 1 là phù
Khi mà xảy ra cái biến đổi mô đích 1 ấy, là gây ra phù. Mô đích 2 thì là bắt đầu thoái hóa mỡ. Thì vì nó tăng chứa mỡ lên thì nó sẽ tăng tín hiệu trên chuỗi xuống tên 1. Thì vì sao tăng chứa mỡ lại tăng tín hiệu trên chuỗi xuống tên 1? Tại vì mỡ nó có thời gian T1 ngắn. Thời gian T1 ngắn thì nó sẽ có tín hiệu cao trên chuỗi xuống T1. Tương tự như vậy, câu số 4, tủy đỏ và tủy vàng nó có tín hiệu như thế nào trên cầu hồng tử? Thì ngay mà các bạn phải nhớ lại, tủy đỏ là gì và tủy vàng là gì, đúng không? Tủy đỏ là tủy mà tạo máu, tủy đang hoạt động tạo máu. Tủy vàng là tủy mà nó có chứa nhiều mỡ. Là khi mà nó bắt đầu nó thoái hóa, các bạn xin lỗi các bạn trên lưu phục người tới thì tủy đỏ và tủy vàng. Đấy, tủy đỏ là tủy đang hoạt động và tủy đỏ mà các bạn nhớ, do tủy đỏ mà nó đang hoạt động thì nó sẽ có chứa rất là nhiều nước và do đó tín hiệu nó sẽ thấp. Vì tại sao chứa nước thì tín hiệu nó thấp trên T1? Là vì nó nước thì nó có thời gian thư duỗi T1 dài, nên trên các chuỗi xung T1 quấy tích ấy, thì nó tín hiệu nó sẽ thấp. Tủy vàng như thế nào? Tủy vàng là nó tủy không hoạt động, hay là tủy ở cái người trưởng thành là tủy đỏ nó chuyển sang tủy vàng, nó không còn tạo máu nữa, thì nó cả cái tủy ở cả cái thân xương dài chẳng hạn này, thì nó sẽ chuyển sang tủy vàng rất là sớm. Thì từng người bộ phận khác nhau thì nó có từng cái vị trí khác nhau, thì cái tốc độ chuyển từ tủy đỏ sang tủy vàng nó khác nhau. Nhưng mà khi tủy vàng nó chứa nhiều mỡ, thì mỡ thì thế nào, nó sẽ có thời gian T1 ngắn, và kết quả là nó sẽ tăng tín hiệu trên chuỗi xung T1. Như vậy khi các chị đọc cái cộng hưởng từ xương khớp á, các chị thấy một số cái xương nó có cái tín hiệu loang lổ ở trong cái mô xương khớp á, thì đó là những loại gió tín hiệu khác nhau của tủy đỏ và tủy vàng. Thì ở người trưởng thành thì phần lớn tủy đỏ nó sẽ chuyển sang tủy vàng hết. Tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định thì có sự chuyển ngược lại từ tủy vàng sang tủy đỏ. Ví dụ trong trường hợp những bệnh nhân bị các cái bệnh máu ác tính, trong trường hợp các bệnh nhân bị thiếu máu nặng, những cái bệnh nhân hút thuốc lá, những bệnh nhân bị ung thư, thì nó có cái sự chuyển ngược lại, chúng ta gọi là reconversion, chuyển từ tủy vàng sang tủy đỏ. Và kết quả trên các cái chuỗi xung T1 với T thì chúng ta thấy bình thường cái mô xương sọ nó tăng tín hiệu. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy đặc biệt cái vùng hành xương này, nó có những cái vùng giảm tín hiệu loang lổ trên T1, thì đấy là các cái tủy đỏ, tủy vàng nó chuyển ngược lại thành tủy đỏ. Như vậy các anh chị, câu số 3 và câu số 4 này, nếu các anh chị hiểu rõ thì các anh chị sẽ hiểu nguyên nhân, lý do vì sao một số chất nó tăng tín hiệu trên T1 và một số chất khác nó tăng tín hiệu trên T2. Thì đây là cái sơ đồ cái biến đổi tín hiệu của cái xúc huyệt nào ở trên cộng hưởng từ. Thì cái quyển sách này là nằm ở quyển sách về biến đổi của các cái bệnh lý thần kinh. Thì quyển sách này khá mới và chỉ mới xuất bản đầu năm 2020 thôi. Thì cái sơ đồ này tôi thấy rất là hay. Và biến đổi đầu tiên là xúc huyệt nào cấp, ở đây ở trung tâm này người ta định nghĩa nó cấp khi nó rất cấp, hyperacute, trước 12 giờ. Thì xúc huyệt mà giai đoạn trước 12 giờ thì tín hiệu nó sẽ như thế nào? Nó sẽ có tín hiệu trung bình trên cả T1 lẫn T2. Này màu xám này, thì trên cái cột này là cột trục này là trục T1, trục này là trục T2. Thì ở giai đoạn tối cấp thì nó tín hiệu nó trung bình nên cả T1 T2. Trải qua khoảng 1 đến 2 ngày là giai đoạn cấp. Và một số tác giả thì định nghĩa
giới hạn của cấp là 72 giờ. Đấy. Thì từ 2 đến 3 ngày này thì bắt đầu như thế nào? Tín hiệu trên T1 nó vẫn duy trì ở cái mức độ trung bình, nhưng mà tín hiệu trên T2 nó giảm xuống. Thì vì sao nó giảm xuống? Là vì nó biến đổi từ oxy hemoglobin qua deoxy hemoglobin. Chúng ta biết là xuất huyết não cấp thì nó có hemoglobin còn gắn oxy. Qua khoảng 1 đến 2 ngày thì cái oxy đấy nó nhả ra, hemoglobin nó nhả oxy ra và chỉ còn deoxy hemoglobin thôi. Thì deoxy hemoglobin vì sao nó lại giảm tín hiệu trên T2? Vì hemoglobin tự do nó sẽ có hai cái ion tự do, và hai cái ion tự do đấy nó sẽ tương tác với tư trường, nó làm cho tư trường trở nên không đồng nhất. Vì không đồng nhất nên nó sẽ giảm tín hiệu trên T2. Còn ở trong giai đoạn cấp ở đây thì hemoglobin vẫn gắn oxy, nên hai cái điểm tự do hemoglobin nó bị cái oxy nó bão hòa. Đấy, nó khi mà nó liên kết hóa học thì hai điểm tự nên nó đều bão hòa. Nó bão hòa nên nó sẽ không tương tác với tư trường, nên tư trường của oxy hemoglobin là đồng nhất nên tín hiệu nó không bị sụt nhiều, tín hiệu trung bình. Bây giờ bị thả oxy ra qua giai đoạn cấp thì thành deoxy hemoglobin, thì tín hiệu trên T2 nó sẽ giảm, trong khi tín hiệu trên T1 còn bình thường. Sau 3 ngày, sau 72 giờ là đến giai đoạn bán cấp sớm. Thế này, bán cấp sớm. Trên bán cấp sớm thì nó có chuyện gì xảy ra? Deoxy hemoglobin nó sẽ biến đổi thành methemoglobin. Nhưng mà methemoglobin này nó vẫn còn trong tế bào. Nghĩa là lúc này cái màng tế bào nó vẫn còn nguyên vẹn, chứ chưa bị phân hủy, tế bào chưa lý giải, nên gọi là methemoglobin nội bào. Methemoglobin nội bào nó sẽ làm cho cái tín hiệu của cái xuất huyết này nó tăng mạnh trên chuỗi xung T1. Trên chuỗi xung T2 thì nó vẫn còn giảm tín hiệu. Như vậy qua giai đoạn bán cấp sớm thì tăng tín hiệu trên T1 và giảm tín hiệu mạnh trên T2. Sau đó từ 3 đến 7 ngày là giai đoạn bán cấp sớm, sau 7 ngày là giai đoạn bán cấp muộn. Bán cấp muộn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Màng tế bào nó bị phá hủy, tế bào bị lý giải, và methemoglobin nó từ trong nội bào nó ra khoang ngoại bào. Thì lúc đấy nó sẽ tăng tín hiệu trên cả T1 và T2. Như vậy ngang đây cả nhìn thấy, so sánh tín hiệu giữa hai chuỗi xung T1 và T2 sẽ giúp chúng ta xác định được khối máu tụ đầy nó ở giai đoạn nào. Nếu cả nhìn thấy một khối máu tụ mà tín hiệu tăng trên T1 còn trên T2 bán cấp sớm, nghĩa là trong khoảng từ 3 đến tối đa là 3 ngày đến tối đa là 1 tuần. Còn nếu các anh chị thấy một khối máu tụ mà nó tăng tín hiệu đến cả T1 và T2 thì lúc đấy chúng ta biết đang khối máu tụ này nó khối máu tụ giai đoạn bán cấp muộn rồi, nghĩa là nó phải trên 1 tuần rồi. Thì chúng ta xác định được cái thời gian xuất hiện như vậy để chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt, ví dụ như một bệnh nhân nó bị xuất huyết tái phát hay không. Ví dụ bệnh nhân trước đó 5 ngày có một ổ xuất huyết, bây giờ bệnh nhân đau đầu trở lại, chụp lên thì chúng ta xem thử cái khối máu tụ đấy lên đó là khối máu tụ trước đây hay là khối máu tụ mới chạy lại. Phân tích tín hiệu của hai chuỗi xung này giúp chúng ta xác định được nó là bán cấp sớm cấp hay là bán cấp sớm hay là bán cấp muộn. Sau bán cấp muộn thì nhiều tháng đến cả năm thì nó sẽ chuyển thành cái màng tính. Lúc đấy methemoglobin nó sẽ bị biến đổi thành hemosiderin. Hemosiderin thì tín hiệu nó thế nào?
nó sẽ giảm đến cả T1 và T2. Vậy vậy các anh chị nhìn cả cái ổ xuất huyết mạng tính thì ngoài vi của nó luôn luôn có một cái viên đen hết, đấy là viên hemosiderin. Ví dụ trong dị dạng mạch nào có cái cá vẹt nốm u mạch thể háng đấy, thì luôn luôn nó có một cái viên hemosiderin bao bọc xung quanh, là vì cái cá vẹt nốm này nó hay xuất huyết bên trong và xuất huyết lâu ngày đấy, nó tạo thành một cái viên hemosiderin. Thì hemosiderin nó giảm tín hiệu trên cả T1 và T2. Một điểm nữa các chị cần chú ý là sự biến đổi của kỳ máu tụ này nó không phải là luôn luôn đồng nhất, nghĩa là không phải là nó tăng lên T1 một cách hoàn toàn rồi nó tăng lên T2 một cách hoàn toàn, mà nó có một cái bị giai đoạn trung gian biến đổi dần dần, và nó có xu hướng biến đổi ở ngoài vi trước trung tâm sau. Ví dụ từ giai đoạn này khi mà chuyển qua giai đoạn bản cấp sớm thì chúng ta thấy ngoài vi bắt đầu nó tăng tín hiệu, nhưng mà trung tâm nó vẫn chưa tăng tín hiệu. Đến cuối giai đoạn bản cấp sớm thì chúng ta thấy nó tăng tín hiệu hoàn toàn đến T1, đến T2 vẫn giảm. Rồi bắt đầu nó chuyển qua giai đoạn bản cấp muộn thì chúng ta thấy trên T2 nó bắt đầu nó tăng tín hiệu lên, tăng chủ yếu ở ngoài vi trước rồi nó tăng dần vào trung tâm theo thời gian, nghĩa là nó biến đổi theo thời gian. Đấy là xuất huyết não. Câu thứ hai là về nhồi máu não. Thì nhồi máu não tại sao có tín hiệu tăng trên diffusion? Thì hồi chúng ta nói rồi là do hạn chế khuếch tán. Hạn chế khuếch tán là vì phù độc tế bào, đúng không? Vì sao phù độc tế bào? Là vì do rối loạn chuyển hóa của cái bơm ATP ở màng tế bào, nên nó làm cho nước nó đi vào trong tế bào nhiều, đấy, nó rối loạn cái bơm giữa natri và kali đấy, nó tăng cái lưu lượng của các cái điện giải vào trong nội bào, kết quả đó dẫn đến nước nó tăng vào nội bào. Thì đây là tất cả cái hình ảnh đầy đủ của một cái nhồi máu não. Các bạn thấy các lớp vi tính, trên các lớp vi tính một cái đặc điểm là nó sẽ không nhầy với cả cái nhồi máu não cấp, cái này các anh chị học rồi. Chúng ta có thể thấy cái gì? Dấu hiệu băng rôn thủy đạo, nghĩa là vùng thủy đạo. Ở đây là thủy đạo, đây là thủy đạo. Tại sao gọi thủy đạo? Vì nó nằm lấp ở trong cái rãnh bên, rãnh sinh viên. Đấy. Ở ngoài nên là thủy thái dương nó đè lên, chúng ta gọi là thủy đạo insular. Tại sao thủy đạo này lại bị nhồi máu và lại xuất hiện sớm nhất? Là vì thủy đạo này nó được cấp máu bởi các cái nhánh bên của cái động mạch não giữa. Và khi mà nó tắc động mạch não giữa, cái thứ vùng này là vùng sẽ bị rối loạn cấp máu sớm nhất. Và sớm nhất nên nó, chúng ta thấy nó xuất hiện đầu tiên và chúng ta thấy cái gì? Nó phù nề. Phù nề thì sao? Trên các lớp vi tính chúng ta sẽ thấy nó giảm tỷ trọng. Giảm tỷ trọng thì thấy chi nữa? Mất phân biệt ranh giới giữa chất trắng và chất xám. Nhìn kỳ hai bên các chị thấy bên này nó giảm tỷ trọng hơn bên này, gọi là dấu hiệu băng rôn thủy đạo. Thì các lớp vi tính nó không nhảy, nó chỉ có một số dấu hiệu gợi ý. Qua chuỗi xung T2 chúng ta chuyển qua chụp cộng hưởng từ thì chúng ta thấy nó tăng tín hiệu lên. Cái này, cái tăng tín hiệu này có đặc điểm là gì? Nó liên quan chủ yếu là vỏ não, là chất xám vỏ não. Tại sao vỏ não lại bị tụ tắc một cái mạch máu? Thì cái mạch máu này nó cấp cho cả chất trắng và chất xám của cái vùng đấy. Nhưng tại sao chất xám lại bị mà chất trắng chưa bị, hoặc chất xám bị trước chất trắng? Đấy là vì neuron thì nó có cái, do đó khi mà nó tắc mạch một cái thì cái neuron nó nằm trong cái chất xám vào nào nó sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Còn chất trắng nó cấu tạo bởi các cái tế bào đệm, tế bào hình sao, rồi tế bào hệ nhánh vân vân, thì nó sẽ bị ảnh hưởng chậm hơn, nghĩa là các tế bào nó
cái mức độ nhạy và sự thiếu máu nó sẽ ít hơn so với cái neuron. Do đó cái neuron hay là cái vỏ não sẽ bị đầu tiên. Thì kết quả là nhồi máu não chúng ta thấy nó ảnh hưởng chủ yếu là vỏ não. Nó khác với phù vân mạch thì chính là phù vân mạch thì phù chủ yếu là phù chất trắng nhưng mà phù chất xám. Để chuỗi xung T2, đến chuỗi xung phát tán như thế nào? Hạn chế tín hiệu đúng không? Vì khi chúng ta nói đó, nước nó từ khoang ngoài vào nó vào trong nội vào. Đó thì có thể thấy là tà nó trung bình màu sao. Trên flare thế nào? Flare thì nó sẽ tăng tín hiệu như là trên T2 vậy. Nhưng mà trên T2, trên flare chúng ta thấy nó phát hiện ra cái tổn thương rõ hơn cái T2 rất là nhiều. Do nó xóa tín hiệu của các cái rãnh cuồng não ở đây. Hai chuỗi súng này MTT và CBV này là cộng từ tới máu. Chúng ta tiến thuộc đội quang tư vào, chúng ta chụp và chúng ta tính ra các thông số. CBV là cerebral blood volume, gọi là thể tích tưới máu của não. Còn MTT là mean transit time, là thời gian vận chuyển trung bình, là thời gian cái khối thuộc cảm quang nó đi qua cái các cái mạch máu ở vùng này. Đấy. Thì khi người ta làm cái này trong sách chẳng thì có thấy là người ta so sánh giữa diffusion và perfusion. Thì xem cái mismatch, cái sự bất tương xứng giữa khuất tán và tưới máu. Thì cái vùng mismatch này gọi là cái vùng tránh tối tránh sáng, penumbra. Thì trong cái thần kinh lúc đầu tôi có nói về cái này rồi. Đây là theo dõi sau đó chúng ta thấy cái vùng nhồi máu này. Ban đầu thì vùng nhồi máu như thế này, nhưng mà nếu như không được điều trị thì cái vùng nhồi máu nó sẽ cuối cùng nó sẽ như này, nó chiếm hầu như là 2/3 cái vùng tưới máu của cái động mạch não ở giữa. Bây giờ chúng ta qua những cái chuỗi súng khác. Thì nhìn vào đây các anh chị biết đây chuỗi súng T1 đúng không? Đây là chuỗi súng field echo, là dùng T2 sao vậy, nhưng mà dành cho các cái máy mà có tư lực thấp, các cái máy nó sử dụng từ trường mở chẳng hạn. Đây là chuỗi súng flare. Bệnh nhân này thì có thì tù máu dưới măng cứng hai bên này. Tù máu dưới măng cứng hai bên rất hay gặp nha. Cả anh chị gặp mà bữa tuổi các anh chị trực mà đọc phim CT cấp cứu những bệnh nhân lớn tuổi vào viện vì đau đầu, hôn mê, rối loạn trí giác rồi đó, thì chú ý có cái tù máu dưới măng cứng không? Và rất dễ bỏ sót vì có thể là nó giảm tỷ trọng, nó đông tỷ trọng và nhu mô nào, và chúng ta nếu đóng kỳ chúng ta có thể bỏ sót. Thì chú ý cái cách hay nhất là gì, chú ý cho để là xem thử cái rãnh cuồng nào nó nằm ở đâu. Thì bình thường cái rãnh cuồng nào nó phải nằm sát ở dưới màng xương, ví dụ ở đây màng xương sọ, ví dụ như đây là các rãnh cuồng nào đi ra tầng này bên này thế. Còn trong kỳ tù màu dưới măng cứng bản cấp thì nó sẽ đẩy cái vỏ não vào trong, và cái rãnh cuồng nào đây nó nằm xa cái bản sinh sọ. Nghi ngờ nữa thì chụp cộng từ hoặc tiêm thuốc cản quang vô, thì nhu mô nào nó sẽ ngậm thuốc tăng tỷ trọng lên, còn cái vùng xuất hiện nào thì nó không ngậm thuốc, tỷ trọng nó bình thường. T1 gado sau tiêm thuốc đúng không? Thì chỗ nào mà có phá vỡ hàng rào máu nào thì nó sẽ ngậm thuốc. Vậy hàng rào máu nào là gì? Duy nhất ở trong cái hệ thần kinh, chỉ có hệ thần kinh mới có thôi, là có cái khái niệm hàng rào máu não. Nó tạo nên bởi các cái
cấu trúc mạch thanh mạch, rồi các cái rễ, các cái nhánh của các cái tế bào đệm, tế bào ít nhánh, tế bào hình sao các bạn, nó bao quanh các dòng máu, nó tạo thành một cái cơ chế gọi là hàng rào máu não, nó làm cho các cái cấu trúc nó di chuyển trong lòng mạch ấy, nó không xuyên qua thành mạch để đi vào trong nhu mô não được. Cái cơ chế này nó rất quan trọng vì nó bảo vệ các cái tế bào não khỏi các chất độc ở trong trong máu. Trong máu thì nó chứa rất là nhiều thứ, các cái chất dinh dưỡng vân vân vân, cả những cái chất độc mà gan nó chưa lọc hết. Thì nếu như nó hàng rào máu não mà không có thì các chất độc nó thấm qua thành mạch, nó gây tổn thương các tế bào thần kinh trung ương. Thì hàng rào máu não cơ chế nó như thế, nó cản không cho các cái chất độc lưu thông trong lòng mạch đi vào trong các cái tế bào thần kinh. Thì bình thường chúng ta tiêm thuốc vào, mà nếu hàng rào máu não bình thường thì sẽ không có ngậm thuốc. Nếu vùng nào có hàng rào máu não thì tổn thương, ví dụ trong một khối u chẳng hạn, khối u tân sinh nó phá hủy, nó tân tạo lên và không có cơ chế hàng rào máu não bình thường, hoặc trong trường hợp viêm nó phá hủy hàng rào máu não, hoặc trong trường hợp một cái khối nhồi máu não chẳng hạn phá rồi hàng rào máu não, nhồi máu não, thì nó sẽ gây ngậm thuốc. Thì tại sao ngậm thuốc nó lại tăng tín hiệu trên cộng hưởng từ? Thì thuốc gado nó chứa gadolinium. Gadolinium là một loại đất hiếm, một loại kim loại hay là một loại đất hiếm rất độc ở dạng tự do, nên cái thuốc gado là nó làm giảm cái tác dụng độc tính của gado bằng cách nó gắn gado với các protein gọi là các chelate. Vậy các anh chị đọc thấy sách gọi là gadolinium chelate đấy, là vì nó gắn gado với các cái polypeptide, nó trung hòa cái độc tính của gado này. Gado này nó có một cái đặc tính là nó sẽ giảm thời gian thư giãn dọc của các chất, nên khi nó vào trong cơ thể, nó ngậm lên các cái tổ chức thì cái vùng đấy sẽ có thời gian thư giãn dọc giảm. Mà nó có thời gian thư giãn dọc giảm thì sao? Nó sẽ tăng tín hiệu trên chuỗi xung T1. Do đó sau khi tiêm thuốc đổi quang từ thì chúng ta chỉ chụp cái chuỗi xung T1 là như thế. Vậy thì câu hỏi là gadolinium nó có thay đổi thời gian T2 của chất không? Câu trả lời là có, nhưng mà rất ít và khó nhận ra bằng mắt thường. Chúng ta vẫn dùng cái cơ chế đấy để chúng ta chụp, ví dụ trong perfusion chúng ta chụp chuỗi xung T2, nhưng mà chúng ta không nhận ra được cái sự thay đổi đấy bằng mắt thường đâu, mà chỉ phải sử dụng các thuật toán phân tích. Còn cái thay đổi về thời gian T1 thì nó rất là rõ, thấy ngay ở trên chuỗi xung trên mắt thường, khi tiêm vào chúng ta thấy nó ngậm thuốc ngay. Thì hình số ở giữa này là chuỗi xung khuếch tán rồi, tương tự cái này nó không ngang khuếch tán. Thì hạn chế khuếch tán có thể là do khi giống như cơ chế của nhồi máu não là nó tăng lượng nước từ ngoài vào, nó vào trong nội bào. Một cái cơ chế thứ hai trong u não mà nó gây hạn chế khuếch tán nữa là mật độ tế bào cao. Những chất nào mà có mật độ tế bào cao thì nó sẽ gây hạn chế khuếch tán. Vậy thì u nào có mật độ tế bào cao? Lymphoma, mật độ tế bào cao. Medulloblastoma, u nguyên bào tụy có mật độ tế bào cao. Thì những u như thế nó có thể hạn chế khuếch tán do mật độ tế bào nó cao. Chuỗi xung bên này là chuỗi xung tụy màu như hồi tôi nói, thì bên cạnh các cái thông số chúng ta có thể mã hóa màu. Chúng ta thấy khối u này nó tụy màu nó cam. Tesla là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về điện tử và từ trường. Chính cái tên của ông được dùng để đặt cho cái đơn vị của từ trường. Chúng ta biết từ trường người ta bao nhiêu Tesla, 1,5 Tesla hay là 3 Tesla, chính là đặt cho tên ông này.
Một cái đơn vị khác của từ trường là Gauss. Thì đơn vị Gauss thì nó nhỏ. Một Tesla thì bằng 10.000 Gauss. Thì máy cộng từ hiện nay thì chúng ta thấy có từ trường nó thay đổi từ 1.5 đến 3 Tesla. Có máy bay Tesla rồi, đã được đưa vào trong lâm sàng rồi, nhưng mà chủ yếu là các cái nước phát triển ở trung tâm lớn thôi. Thì hiện tại thực hành trên lâm sàng thì máy 1.5 Tesla vẫn là cái máy chuẩn. 3 Tesla thì sẽ có thêm một số ứng dụng, ví dụ trong tim mạch hoặc trong thần kinh, chứ trong hoặc trong gan mạch. Còn trong thực hành thường quy, đặc biệt đối với xương khớp chẳng hạn, thì 1.5 Tesla là tốt hơn. Vì cái 3 Tesla nó sẽ có nhiều ảnh, ví dụ chụp cột sống. Hồi trước tôi làm trên một cái máy 1.5 Tesla và 3 Tesla, thì khi mà chụp cột sống á, là vẫn thích chụp ở máy 1.5 Tesla hơn. Thì cái 3 Tesla thì nó nhiều ảnh, nó nhiều hơn. 1.5 Tesla thì rõ hơn. Nhưng mà nếu chúng ta chụp nào chẳng hạn, chúng ta thấy 3 Tesla nó sẽ đẹp hơn. Vì cái tỷ lệ tín hiệu trên nhiều nó sẽ tốt hơn. Từ trường thì được rồi. Trong cái máy cộng từ thì có một cái cân nhắc thôi, là cả cái vùng rìa, là cái ranh giới từ trường mà các anh chị không được phép đem các cái vật dụng có từ tính đi vào. Cái ranh giới này gọi là từ trường rìa, người ta định nghĩa là 5 Gauss. Thì chúng ta biết ở trung tâm là từ trường lớn nhất, ví dụ máy 1.5 Tesla này, thì càng ra xa thì từ trường nó sẽ giảm tỷ lệ với lập phương khoảng cách, ra 1 mét thì nó giảm 3 lần, giảm ra đây thì còn gọi là cái đường 5 Gauss. Ngoài này thì an toàn, bước vào 5 Gauss này sẽ có một số thiết bị điện tử bị rối loạn hoạt động, và nó có thể gây hút các cái vật dụng kim loại. Thì để tưởng tượng các anh chị biết 1.5 Tesla và 3 Tesla nó mạnh như thế nào, thì các anh chị biết từ trường của nhà trường của trái đất của chúng ta chỉ có 0.25 để 0.65 Gauss thôi, rất là nhỏ. Từ trường của cái máy, của cái tủ lạnh á, cánh cửa tủ lạnh là có cái 500, đúng không? Khi chúng ta mở ra chúng ta thấy nó hơi nặng thì mở ra cái là nó nhẹ, đóng vô cái là nó tự hít. Thì đố các anh chị vì sao mà cái tủ lạnh người ta không dùng cái khóa giống như khóa tủ bình thường, móc bình thường vặn cho khỏe, mà dùng cái cửa hít này? Đó là vì là thời xưa là bọn nít nó hay chạy trộn vào trong tủ lạnh để chơi, làm chơi trộn tim chúng vào, mà làm cái cửa móc nữa, cái mà lợn chúng vô trong nó móc lại một cái là nó không đẩy ra được, mà người ngoài không biết mà mở ra là trong nó sẽ nguy hiểm tính mạng. Nên cái tủ lạnh là người ta làm bằng cái cửa hít này rất nhẹ, để khi ở trong cái nó có thể đẩy ra cửa nó ra rất là nhẹ. Cái cân cầu nâng ở các cảng biển, nó nâng các bó thép, nâng các container vân vân, thì cái nam châm điện, cái này này là cái nam châm điện của nó, thì có độ mạnh khoảng 1 Tesla. Thì các anh chị thấy 1 Tesla có thể nâng được cái cuồng sắt hàng chục tấn, các container hàng chục tấn có thể nâng được. Thì cái máy từ trường mà chúng ta đang sử dụng có sức mạnh 1.5 đến 3 Tesla, nghĩa nó rất là mạnh, nó có thể hút rất được. Các anh chị vào trong cái phòng này chưa? Nếu các anh chị vào trong này mà các anh chị bỏ một cái chùm chìa khóa trong bọc á, các anh chị thấy nó hút ngay. Chúng ta thấy cái bọc nó rung rinh, cái chìa khóa nó chuyển động ngay, nó hút. Nếu các anh chị đặt một cái viết, cài cái viết lên cái bọc áo á, mà có cái phân sắc nhỏ, các anh chị bước vào trong nó sẽ hút ngay. Thỉnh thoảng hàng tuần các anh chị làm vệ sinh cái phòng cộng hưởng từ, cái máy cộng từ mà các anh chị thò đầu vào trong các anh chị lau á, thế nào cũng thấy bên trong nó có mấy cái đinh, mấy cái gọi là mấy cái kim gắm á, nhỏ. Là vì như bệnh nhân họ vô họ bỏ mấy cái này trong bọc á, họ quên thì họ không biết, nhân viên nhỏ và chúng ta ra cũng thấy vô trong thế nào nó hút. Thỉnh thoảng tôi làm vệ sinh, bữa nay thường làm nữa, lúc trước tôi có làm
Mỗi lần mà chui ra thế nào thì có mấy cái đinh găm nhỏ 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 trong ấy. Là do nó hút hút rất mạnh. Những cái giường ICU có thể hút được ngay, hút văng luôn. Những cái ghế xoay mà nếu chúng ta đẩy vào trong phòng nó hút qua khỏi cái vùng từ trường rìa, nó sẽ hút các bơm tiêm, các xe đẩy vân vân sẽ bị hút ngay. Bởi vậy nguyên tắc là qua khỏi cái cửa phòng cộng tư là không được dùng các xe đẩy như thế này. Cái cửa ngoài á, chẳng phải cái cửa trong phòng vô trong, là ngay cái cửa ngoài nó cái chỗ mà kỹ thuật viên họ ngồi làm việc á, chỗ này đặt cấm rồi. Do đó trong phòng cộng tư thường ngồi đọc phim là ngồi bằng đọc bằng ghế nhựa, không dùng ghế này cho nó cẩn thận an toàn. Rất nhiều người đã bị hút, rất nhiều tai nạn đã xảy ra. Anh hiện đây cái bình oxy. Vụ việc này xảy ra là ở Ấn Độ năm 2014 này. Thì hai ông này bị mắc ở trong máy công tư 4 tiếng đồng hồ. Vụ này xảy ra ở Phần rồi, nhưng vẫn có những tai nạn xảy ra. Thì em bé này 6 tuổi tử vong do cái bình oxy nó va chạm mà nó gây cái chấn thương sọ não ở trong phòng MRI. Do đó khi các anh chị bước chân vào phòng cộng tử thì các anh chị luôn luôn thấy các cái bảng này báo hiệu rằng nguy hiểm. Hình ảnh này hình ảnh 500, cảnh báo 500. Và đây nó có bảng liệt kê các vật dụng các anh chị không được phép đưa vào phòng cộng tử. Chỉ định và chống chỉ định thì cái này là cái mà các anh chị phải thuộc lòng rồi. Trong sách cũng có việc sách nguyên lý, có sách kỹ thuật chụp, có những bệnh nhân đặt stent về mặt lý thuyết cái này là lý thuyết thế ai cũng biết, nhưng bây giờ có các trường hợp thực tế thế này. Thứ nhất, bệnh nhân có đặt stent không rõ nguồn gốc, bây giờ bác sĩ lâm sàng muốn nếu mà chụp cộng tử có chụp không. Thứ nhất. Thứ hai, bệnh nhân có một cái mảng đàn ở trong hốc mắt có chụp không. Thứ ba, bệnh nhân có một mảng đàn không phải trong hốc mắt, không phải trong não, nhưng mà nằm ở trong sâu trong cái khối cơ ở đùi, bây giờ muốn chụp cộng tư nào chúng ta có chụp không. Thứ tư, một bệnh nhân mới phẫu thuật nạp vị xương đòn được 2 tuần, bây giờ phẫu thuật viên trước khi họ cho bệnh nhân ra viện á, họ muốn chụp kiểm tra khớp vai thì bệnh nhân khai là khớp vai họ đau, thì phẫu thuật xương đòn xong bây giờ họ muốn kiểm tra khớp vai nhưng mà mới 2 tuần thôi, chúng ta có chụp được cộng tư không. Đây là những câu hỏi thực tế. Còn những cái mà dễ, ví dụ có đặt máy tạo nhịp chắc chắn không chụp. Đặt máy khử rung gọi là defibrillator, những bệnh nhân bị rung gì chẳng hạn có gắn cái máy khử rung thì không chụp chắc chắn. Những bệnh nhân có các cái neurostimulator, những cái kích thích thần kinh, ví dụ bệnh nhân bị các cái rối loạn vận động do cái nguyên nhân thần kinh, ví dụ như bệnh múa vờ, múa giật vân vân. Ở Việt Nam mình ít nhưng mà nước ngoài rất nhiều, thì có hay đặt cái mà gọi là cái neurostimulator đấy, Parkinson chẳng hạn, thì cũng không chụp. Thì những cái trường hợp mà rất rõ ra như vậy là chúng ta không chụp. Nhưng ví dụ bệnh nhân có cái stent mà theo người nhà khai hoặc là bác sĩ lâm sàng khai là stent đấy an toàn có thể chụp cộng tư được, và bây giờ chuyển xuống khoa chúng ta để chụp, thì câu hỏi là có chụp hay không rất là khó. Thì nguyên tắc là nếu như không an toàn thì chúng ta không không chụp, phải tìm hiểu cái thông tin của stent đấy. Nếu có đầy đủ thông tin chứng minh rằng nó an toàn, là an toàn thì an toàn mức độ nào nữa, vì có nhiều loại condition lắm, đến 6 7 cái condition là yêu cầu là ví dụ như an toàn nhưng mà chỉ được chụp ở máy 1.5 Tesla trở xuống thôi, không được chụp ở máy 3 Tesla ví dụ như thế, hoặc an toàn nhưng chỉ chụp ở thời gian dưới 10 phút, chụp lên 15 20 phút là có nguy cơ. An toàn nhưng chỉ được chụp các sung thường quy thôi, không được chụp các sung có gradient mạnh ví dụ như là
các chuỗi súng 3D, các chuỗi súng mạch máu hoặc chuỗi súng perfusion chẳng hạn không được chụp. Thì có rất nhiều cái quy định cụ thể. Thì nếu chúng ta có đầy đủ thông tin thì chúng ta mới quyết định chụp hay không. Còn nếu không đầy đủ thông tin thì nhất quyết không chụp. Đấy là nguyên tắc. Dị vật kim loại trong hốc mắt, trong não chắc chắn không chụp. Dị vật kim loại ở vùng mông, trong khạc phổi cơ 20-30 năm rồi thì có chụp không? Có thể chụp được. Tất nhiên phải cẩn thận, thứ nhất thời gian chụp ngắn, máy nó chỉ máy tư trường thấp thôi, 1.5 tesla trở xuống thôi. Và chúng ta phải chú ý theo dõi, nếu như mình vẫn có đau có gì thì họ phải báo chúng ta ngay. Báo bằng cách nào? Khi bệnh nhân vô chụp thì khi nào có cái nút bấm cấp cứu, chúng ta đặt lên tay bệnh nhân ấy, thì là thấy bất cứ gì bất thường thì họ sẽ bấm lần ngoài nên chúng ta nghe tít tít tít, chúng ta biết chúng ta vào để hỏi bệnh nhân cần thiết chúng ta dừng chụp. Trường hợp phẫu thuật dưới 2 tuần thì có chụp không? Thì nguyên tắc là phẫu thuật phải trên 6 tuần. Phẫu thuật nẹp vít bắt xương chẳng hạn, động nẹp vít, động đinh chẳng hạn, thì nguyên tắc là phải trên 6 tuần thì chúng ta mới chụp cộng hưởng từ. Thì đấy là một số nguyên tắc. Còn một số cái nữa các anh chị tìm hiểu, ví dụ như là bệnh nhân đang cho con bú, sau này các anh chị sẽ gặp, ví dụ các anh chị ngồi đọc cộng từ, có bệnh nhân họ đau đầu họ đi chụp, nhưng mà họ đang cho con bú, bây giờ bác sĩ thấy là chúng ta thấy là có một cái tổn thương như vậy ở trong não, chúng ta cần tiêm thuốc. Vậy thì bệnh nhân họ sẽ hỏi chụp xong rồi về có cho con bú hay không. Đấy, thì cái này trong cái quyển sách kỹ thuật chụp cộng tư dành cho các đối tượng kỹ thuật, nhưng mà chỉ có thể tìm đọc, thì tôi viết cái này rất kỹ. Thì thuộc đối cộng tư người ta sẽ phân ra làm 2 nhóm, một nhóm nguy cơ cao và một nhóm nguy cơ thấp và trung bình. Cái thuộc Manivis mà chúng ta hay dùng ở khoa cho nó nắn á, thuộc nhóm nguy cơ cao. Thì nhóm nguy cơ cao thì sau khi chụp là phải khuyên bệnh nhân là vắt bỏ cái sữa đấy trong vòng 24 tiếng. Sau đó mới cho em bé bú lại. Những cái nhóm khác thuộc nhóm trung bình và thấp, ví như cái nhóm Gadovis là nhóm thuộc gọi là nguy cơ trung bình. Thì nhóm nguy cơ trung bình thì không bắt buộc phải vắt bỏ sữa, nghĩa là chụp xong, tiêm thuốc xong vẫn cho bệnh nhân vẫn cho con bú lại bình thường. Tương tự như thế đối với suy thận, bệnh nhân có suy thận là có chống chỉ định chụp khi có mức lọc cầu thận dưới 30 ml trên phút trên kg cân nặng, nghĩa là mức suy thận là mức độ 4 trở lên. Nhưng cái đấy chỉ áp dụng đối với những cái thuốc thuộc nhóm nguy cơ cao. Còn nhóm có nguy cơ trung bình và thấp thì hầu như sẽ không có nguy cơ tạo nên các biến chứng do thuộc đổi quang tử, cụ thể là thuộc là cái biến chứng sơ hóa do thận, do đó cũng không chống chỉ định đối với bệnh nhân suy thận đối với các cái thuốc thuộc nhóm nguy cơ trung bình và thấp. Thì nguyên tắc là luôn luôn phải đảm bảo an toàn. Thì nếu như các anh chị cho một bệnh nhân chụp mà nếu không an toàn thì không chụp. Chỉ khi nào nó đáp ứng đầy đủ các cái yêu cầu về mặt an toàn thì chúng ta mới đồng ý chụp. Phần cấu tạo mạch cộng tư thì các anh chị tự đọc nha, trong sách nó có rất là kỹ rồi. Đây, bây giờ chúng ta bước qua cái này. Nhắc lại về cái phần nguyên lý vật lý, thì khi chúng ta nói đến cộng hưởng từ thì chúng ta nói đến cái cộng từ hạt nhân, đúng không? Là hạt nhân nguyên tử. Thì hạt nhân nguyên tử các anh chị biết rồi, một cái nguyên tử thì nó có hạt nhân và đám electron bao xung quanh. Cái hạt nhân này nó chiếm 99.94% về khối lượng nguyên tử. Thì trong cái hạt nhân nguyên tử thì nó có các hạt
Quả chúng là nucleon. Nucleon này thì nó có hai loại, proton và neutron. Thì các anh chị biết rồi, neutron thì mang điện tích dương, neutron thì không mang điện tích. Đám mây electron thì nó bao quanh cái hạt nhân nguyên tử, nó xoay như thế này. Đấy. Thì riêng cái đám mây electron này thì có nhiều chuyện để nói lắm, nó ở các cái mức khác nhau. Phân loại tầng lớp EGK hạt vân vân. Thì anh chị nào mà nghiên cứu về cái TX, các anh chị thấy cái đám mây electron này nó rất là quan trọng. Thì khi TX nó xuyên đi qua cái hạt nhân nguyên tử như thế này, nguyên tử này thì nó va chạm với các đám mây electron thì nó sẽ ra các hiện tượng. Thứ nhất là hiệu ứng quang điện, thứ hai là hiện tượng tản xạ quantum. Thì hai cái hiện tượng này là hai hiện tượng chính mà nó chi phối cái hình ảnh X quang hoặc là các loại vi tính có độ gắn quang cao hay độ gắn quang thấp, chính là do hai cái hiệu ứng này, hiệu ứng quang điện và hiệu ứng quantum. Ok nè. Thì cái này trong cái phần sau, khi nào có điều kiện nói về cái phần nguyên lý X quang chúng tôi sẽ nói cái này. Nhưng mà riêng đối với cộng tử thì cái chúng ta quan tâm là quan tâm tới cái hạt nhân nguyên tử. Thì hạt nhân nguyên tử khi cái nào có thể sử dụng để chụp cộng tử thì đối với chúng ta là cái hạt nhân hydro. Thì vì sao là hạt nhân hydro? Quan trọng ở đây này. Hạt nhân hydro nó có cái moment gốc, nghĩa là nó xoay. Một lực tác động nào đẩy vào đấy là nó sẽ xoay, nó gọi là cái moment gốc. Nhưng cái hạt nhân mà nó quá cân bằng, nó quá vững thì nó sẽ không xoay. Ví dụ như carbon, chúng ta biết carbon thì nó có 6 cái neutron và 6 cái proton. Nó rất là cân bằng. Và chính vì cân bằng vậy nên nó không có cái hệ số hồi chuyển từ và nó không có cái moment xoắn. Do đó, chúng ta không tác động đến cái nguyên tử carbon 12 nên nó xoáy được, nó luôn luôn đứng yên. Chính vì vậy mà không dùng để chụp cộng tử được. Về mặt lý thuyết, một cái đơn vị của nó là carbon 13 thì nó lại có thêm một cái neutron nữa. Thay vì 6 neutron thì bây giờ 7 neutron. Thì chính vì nó có thêm một cái số lẻ nên nó có cái hệ số hồi chuyển từ và nó có cái moment gốc. Và đơn vị carbon 13 này có thể được sử dụng để chụp cộng hưởng từ. Thì cái cộng từ mà chúng ta nói trong y học là cộng từ cộng hưởng từ hydro, nhưng mà trong vật lý, trong hóa học, trong nghiên cứu nó có nhiều cái cộng hưởng từ khác nhau. Phổ biến nhất là cộng từ 13 để người ta làm rất là nhiều thứ. Nhưng mà không ứng dụng trong y học thì chúng ta dùng cái này. Vậy thì cũng có một số người sẽ hỏi các anh chị, vậy thì nguyên tử nào có thể sử dụng để tạo nên tín hiệu cộng hưởng từ? Về mặt lý thuyết, tất nhiên thì các anh chị nhìn vô cái cấu trúc hóa học của nó, cái số proton hoặc số neutron mà là số lẻ, một trong hai số này là số lẻ, thì phân tử đấy, nguyên tử đấy nó không cân bằng và nó sẽ có moment gốc. Và về mặt lý thuyết là có thể chụp cộng hưởng từ. Ví dụ hydro, số lẻ hydro nặng một proton, một neutron cũng là hai số lẻ, như vậy có hệ số hồi chuyển từ. Heli cũng thế, nhưng mà carbon 12 thì không, sáu như vậy nó không có số lẻ nào trong proton và neutron hết. Nhưng mà carbon 13 thì lại có một số lẻ. Nitơ 14 hai số lẻ vẫn được. Nitơ 15 một số lẻ một số chẵn, như vậy vẫn chụp được. Nhưng mà oxy 16 8 proton và 8 neutron, hai số chẵn. Như vậy nó rất cân bằng và nó sẽ không có hệ số hồi chuyển từ. Nó không có cái moment gốc và kết quả là không chụp được cộng từ của oxy 16. Nhưng một cái đơn vị của oxy 16 là oxy 17 thì nó có 8
proton và 9 neutron là kết quả nó có cái hệ số hồi chuyển từ. Thì các anh chị nhìn vào cái số proton và số neutron mà một trong hai số này là số lẻ thì nó sẽ có cái moment gặp. Thì cái proton mà chúng ta dùng là cái proton này có một proton trong hạt nhân mà thôi, gọi là hydro thường. Và đây chúng ta có hydro nặng là có bên cạnh một proton thì có một neutron nữa. Thì cái hydro nặng này hay sử dụng trong cái vật lý hạt nhân này, là cái nước nặng để dùng chúng ta sản xuất các cái uranium vân vân. Thì cái này là hydro nặng. Hydro siêu nặng thì nó ít phổ biến, tạo ra chủ yếu trong các cái phản ứng hạt nhân hoặc trong các cái lò thí nghiệm thôi. Như vậy từ đây trở đi, khi chúng ta nói đến cộng từ là chúng ta biết đấy là cộng từ của hạt nhân hydro thường. Vậy hạt nhân này nó có đặc tính gì? Cái này trong sách có nói rồi, ba đặc tính. Thứ nhất, mang điện tích dương và được biểu diễn bằng một cái vector F. Đặc tính thứ hai, liên tục xoáy quanh trục của nó như thế này, xoáy xoáy như thế này. Và đặc tính thứ ba là các cái proton này, hay nói cách khác, các cái vector này nó sắp xếp ngẫu nhiên theo mọi hướng. Vì sao? Vì nó tự do, không có cái lực nào tác động bắt nó phải xoáy theo một cái hướng nào cả, một cách rất tự do. Mỗi thằng xoay mỗi hướng. Vậy ba đặc tính: mang điện tích dương, liên tục xoáy quanh trục của nó và sắp xếp ngẫu nhiên theo mọi hướng. Thì cái xoáy quanh trục của nó này, thì chuyển động xoáy quanh trục của nó chúng ta gọi là chuyển động spin. Các anh chị nhớ cho để phân biệt về sau này có một cái chuyển động gọi là precession, là chuyển động xoáy quanh cái trục của proton này, nó xoáy quanh cái trục của từ trường đấy, là gọi là precession. Còn cái chuyển động mà xoáy quanh trục của bản thân nó gọi là chuyển động spin. Dù hơi qua cái phần cái slide sau sẽ nói hai cái chuyển động khác nhau. Bây giờ chúng ta đưa bệnh nhân để chụp vào trong cộng phòng cộng hưởng từ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dưới tác dụng của cái từ trường mạnh thì các hạt nhân hydro này nó sẽ được sắp xếp lại theo cái trục của từ trường với hai trạng thái khác nhau. Trạng thái thứ nhất là những cái proton nào nó có năng lượng cao thì nó sẽ có xu hướng ngược chiều từ trường. Từ trường là theo hướng như thế này, hướng như thế này. Thì những ánh nào có năng lượng cao thì nó ngược chiều từ trường. Những ánh nào có năng lượng thấp thì nó sẽ thuận chiều từ trường. Một cái đặc tính nữa, đấy là số lượng các proton thuận chiều từ trường nó luôn luôn lớn hơn số proton ngược chiều từ trường với tỷ lệ là 0.07 trên 10 triệu proton. Như vậy có 10 triệu ánh ngược chiều thì có 10 triệu 0.007 ánh thuận chiều. Thì chỉnh ánh 0.07 này chỉnh ánh tạo ra tín hiệu, giống như người trong cái chuỗi vậy, người đi trên mặt đất vậy. Lực tác động ở đây là trọng lực. Thì đi ánh nào mà năng lượng cao, có nhiều năng lượng thì có thể trong cái chuỗi được. Ánh nào năng lượng thấp thì đứng bằng hai chân cho nó khỏe. Thì một cái nguyên tắc trong tự nhiên là cái trạng thái năng lượng nào mà nó đòi hỏi năng lượng ít hơn thì nó sẽ bền vững hơn.
chỉnh nó bền vững hơn nên sẽ có nhiều hơn số lượng của cái trạng thái mà thấp này, nó sẽ nhiều hơn cái số lượng của trạng thái này cao. Ví dụ cái số ăn mà đứng bằng hai chân thì luôn luôn nhiều hơn cái số ăn trong cái chuỗi. Luôn luôn thể để là nguyên tắc bảo toàn năng lượng. Trạng thái nào năng lượng thấp thì nó sẽ bền vững hơn, cho nên không thông bản này. Vậy anh chị nhớ cho, cứ 10 triệu ăn trong cái chuỗi này thì có 10 triệu cộng 7 ăn đứng bằng hai chân. Một cái chuyển động thứ hai nữa các anh chị chú ý cho, đấy là chuyển động hồi tôi vừa nhắc đến đấy, là cái chuyển động mà cái trục của cái proton này nó xoay quanh cái trục của từ trường. Trục của từ trường như thế này thì bắt đầu cái anh này nó đảo quanh. Chuyển động này là chuyển động precession, chuyển động đảo, rồi là chuyển động spin, chuyển động xoay quanh trục, còn bây giờ là chuyển động đảo. Chuyển động về trục của cái proton này nó đảo quanh cái trục của từ trường. Đây, các anh chị nhìn hơn, phóng to một proton lên thì các anh chị thấy rõ hơn cái chuyển động đảo của các proton, của các trục proton. Thì như vậy phân tích ra thì cái chuyển động này, mỗi proton ở trong từ trường nó sẽ có hai chuyển động. Thứ nhất là chuyển động quanh trục của nó, thứ hai là chuyển động của cái trục của nó quanh cái trục của từ trường. Nó giống như trái đất từ xoay quanh trục của nó, và nó cũng tiếp tục xoay quanh mặt trời như thế. Nó xoay về tần số như thế nào? Theo công thức Lamoille. Công thức Lamoille nói như thế nào? Tần số đảo omega của một proton nó sẽ bằng hệ số hồi chuyển từ, nên là gọi là gyromagnetic ratio đấy, hệ số hồi chuyển từ của proton nhân với cái độ lớn của cái từ trường B0. Từ trường B0 chính là cái từ trường của máy chúng ta, 100 Tesla. Hệ số hồi chuyển từ là một cái đặc trưng vật lý của từng cái nguyên tố khác nhau. Thì đối với cái proton của hạt nhân hydro thì hệ số hồi chuyển từ của nó là 42,5 trên megahertz trên Tesla. Thì như vậy qua công thức Lamoille này chúng ta sẽ thấy gì? Hệ số hồi chuyển từ này là hằng định, không thay đổi. Như vậy tần số đảo của từ trường nó sẽ thay đổi theo cái tần, theo cái độ lớn của từ trường. Từ trường càng lớn thì nó đảo càng nhanh, từ trường càng bé thì nó đảo chậm lại. Chính đây là cái nguyên lý mà sau này chúng ta dùng để chúng ta định vị trong không gian ba chiều. Chúng ta sử dụng một cặp cuồng chấn từ. Cuồng chấn từ là cuồng gì? Nó sẽ làm thay đổi từ trường ở trong một cách tuyến tính. Ví dụ chúng ta có một cái máy từ trường 1.5 Tesla thì từ trường nó điều từ đầu tới cuối như thế này. Nhưng bây giờ chúng ta bật cuồng chấn từ lên. Cái cuồng chấn từ này là cả cái cuồng dây điện, khi chúng ta do dòng điện chạy qua nó sẽ tạo ra một cái từ trường phụ. Từ trường phụ đấy nó cộng vô cái từ trường chính và nó làm thay đổi cái từ trường chính đấy theo cái tỷ lệ mà chúng ta có thể xác định được, thay đổi nhiều hay ít. Và kết quả là chúng ta tạo ra một cái độ chân phía này từ trường khác phía bên kia, gọi là cuồng chân từ, như thế. Dịch từ tiếng Anh gọi là gradient. Thì gradient là chị biết rồi, nó là gọi là cái khuynh độ. Một số tác giả miền Nam hay dịch là cái khuynh độ đấy, hay là cái độ chân. Thì chỉnh cái độ chấn này nó cũng hoạt động theo cái nguyên lý Lamoille này. Thì khi chúng ta làm chấn từ lên, tăng lên hoặc giảm đi, thì cái tần số đảo của proton nó sẽ thay đổi theo cái công thức Lamoille. Thì cái chuyển động của cái proton này thì nó giống như cái chuyển động của con cù vậy. Thì trong này nó có hai chuyển động. Thứ nhất, chuyển động xoay quanh trục của nó, và thứ hai, cái trục của nó đảo quanh cái trục của trọng lực. Trong trường hợp con vù thì là trọng lực, trong trường hợp hạt nhân hydro thì đấy là cái
cái trục của cái guồng chấn từ của cái máy, cái trục của cái bê không. Phân tích trên hai mặt phẳng thì hình chiếu của cái vector của proton đấy chúng ta gọi là fz và fsc. Fz là hình chiếu trên trục, trục z, và fsc là hình chiếu trên mặt phẳng. Thì trong không gian ba chiều chúng ta có ba cái trục chính. Trục z là trục từ dưới chân lên đầu của bệnh nhân. Bệnh nhân đang nằm trong máy vậy, nằm ngửa như vậy thì cái trục nó từ đầu tới chân là trục z. Cái trục phải qua trái là trục x, và cái trục từ trên xuống dưới hay là từ trước ra sau như bệnh nhân nằm thì là từ trên xuống dưới đấy. Đấy là cái trục trục y. Vậy ba mặt phẳng, trục z là trục theo cái độ dài của cơ thể, mặt phẳng fz là mặt phẳng vuông góc về trục chính của. Thì hình chiếu trên mặt phẳng z nó sẽ không thay đổi, hầu như là nó hằng định như thế. Nhưng hình chiếu trên mặt phẳng fz thì nó thế nào? Nó cũng sẽ đảo theo cái tốc độ đảo của proton. Bên này là một proton thực sự, bên này là hình chiếu của cái vector khi chúng ta bóc tách ra. Đây, bóc tách cái hình ảnh vector thôi, chúng ta thấy khi nó đảo như thế thì thành phần trên trục z, thành phần này này không thay đổi, nhưng thành phần trên mặt phẳng đi thì nó sẽ đảo như thế này. Trong bất kỳ thời điểm nào thì cái tổng fz của tất cả các proton trong cơ thể là một con số dương và có chiều thuận theo chiều của từ trường. Vì sao? Vì chúng ta biết rằng cái phép toán vector ngược chiều nhau thì sẽ triệt tiêu nhau. Ví dụ như có một anh vector hướng này thì sẽ triệt tiêu một anh vector hướng này. Tương tự như thế, anh vector hướng này sẽ triệt tiêu một vector hướng này. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng cái số ánh thuần chiều từ trường sẽ luôn luôn nhiều hơn số ánh ngược chiều từ trường. Với tỷ lệ gì? 0.07 này. Thì cái ba ánh này, triệt tiêu ba ánh này thì dư ra ánh 0.07. Thì chẳng ánh 0.07 này tạo ra cái vector tổng. Thì cái vector sau khi nó triệt tiêu nhau thì còn là cái vector này, thì là vector có cái hướng thuần theo hướng của từ trường. Còn mặt phẳng SI thì thế nào? Có một cái đặc tính là gì? Các proton nó chuyển động một cách hỗn độn, xoáy ở nhiều hướng khác nhau, nhiều pha khác nhau, nên trong bất kỳ thời điểm nào nó đều triệt tiêu nhau. Ví dụ bây giờ tôi dừng cái hình này tại một thời điểm bất kỳ. Đấy. Thì các anh chị thấy có một hình hướng lên như thế này thì sẽ có hình chiều hướng như thế này, có một cái vector hướng qua thế này thì có một cái vector hướng qua thế này, nghĩa là nó triệt tiêu nhau. Mà trong cơ thể thì có hàng tỷ proton như thế thì nó sẽ triệt tiêu nhau, và kết quả là hình tổng, hình chiều của tất cả proton này trong bất kỳ thời điểm nào là nó luôn luôn bằng không. Tôi dừng lại cái dừng thấy hai này triệt tiêu nhau, hai này triệt tiêu nhau, anh này và anh này sẽ triệt tiêu nhau. Mà hàng tỷ như thế thì nó sẽ bảo hòa của nó triệt tiêu nhau hết. Như vậy, trong bất kỳ một thời điểm nào thì vector tổng của nó trên mặt phẳng SD cũng sẽ bằng không. Còn trên mặt trên trục Z, trục dọc của cơ thể thì là một số dương và thuận theo chiều của từ trường. Kỳ quá trình chụp cộng hưởng từ là một quá trình phát sóng và thu nhận tín hiệu. Vậy thì phát sóng là phát cái gì? Phát các sóng có tần số radio. Tần số radio đấy
nó sẽ tương tác với các cái proton trong cơ thể và nó sẽ tạo ra một hiện tượng gọi là hiện tượng cộng hưởng. Hiện tượng cộng hưởng trong vật lý là gì? Đấy là hai vật thể chuyển động với cùng một tần số thì nó sẽ truyền năng lượng cho nhau. Trong trường hợp này, cái sóng radio mà chúng ta phát ra bởi các cái cuồng anten ở trong máy ấy, nó sẽ cộng hưởng với cái proton ở trong cơ thể và nó sẽ truyền năng lượng từ cái sóng RF đấy cho các proton. Mà khi các proton này nó nhận năng lượng thì nó sẽ sao? Từ trạng thái năng lượng thấp nó sẽ chuyển lên trạng thái năng lượng cao. Ví dụ anh không bài này bây giờ anh đang ở trạng thái năng lượng thấp thì là đứng bằng hai chân, thì anh nhận năng lượng thì anh sẽ chuyển qua trạng thái năng lượng cao. Hiểu anh? Trong cái chuỗi. Như vậy chúng ta thấy số lượng proton thuận dương từ trường. Bây giờ nó nhận năng lượng để nó chuyển qua trạng thái đổi chiều. Có một cái hiện tượng thứ hai đấy là gì? Các proton lúc đầu là nó xoay một cách lộn xộn hết, thì bây giờ nó bắt đầu nó chuyển động theo cái tần số của cái sóng radio, theo cái pha của sóng radio. Đấy, thì như khi hồi lên chúng ta thấy nó xoay lộn xộn hết. Bây giờ sóng radio nó nhịp nhau thì tất cả các cái proton nó sẽ đi theo một cái mạch, một cái tần số, một cái pha. Người ta ví von thì sóng radio đấy thì nó sẽ như là cái cây gậy của cái người siệp thủ vậy. Chúng ta có cả con gấu tượng trưng cho các proton. Ban đầu cả con gấu này khi mà cái người dạy thủ chưa vào á, thì cả con gấu này tự do nó chạy lung tung hết. Bây giờ chúng ta phát cái sóng radio thì giống như cái người dạy thủ xuất hiện và dùng cái roi điều khiển, thì lúc này tất cả các con thủ này nó sẽ đi theo cái nhịp điệu của cái roi. Nghĩa là khi chúng ta phát sóng radio thì tất cả các proton nó sẽ đảo cùng một pha. Thì đấy là tác dụng thứ hai của cái sóng RF này. Là sóng RF nó viết tắt là radio frequencies, nghĩa là sóng điện từ có tần số của tần số radio. Radio gì? Cảm chỉ cái radio cảm chỉ hay nghe này, có là tần số radio. Như vậy sóng RF nó sẽ có hai tác dụng chính. Thứ nhất, chuyển một số proton từ trạng thái năng lượng thấp lên trạng thái năng lượng cao, và thứ hai là làm cho các proton chuyển động cùng pha với nhau. Đấy. Hai tác dụng của sóng RF. Đây là khi chúng ta chụp cộng hưởng từ, chúng ta bật các chuỗi sung lên, thì bản chất của các chuỗi sung chính là sự kết hợp của các cái sóng RF này. Vậy thì chuyện gì xảy ra khi các proton nó chuyển từ trạng thái năng lượng thấp sang trạng thái năng lượng cao? Càng nhiều proton chuyển từ trạng thái năng lượng thấp sang trạng thái năng lượng cao thì cái vector tổng của nó sẽ thế nào? Giảm xuống. Giảm đến một mức nào đó nó sẽ chuyển luôn qua phía đối diện. Lúc này chúng ta nói rằng cái vector này nó đảo 180 độ luôn. Đó là trên trục Z. Còn trên mặt phẳng SI thì chuyện gì sẽ xảy ra? Các proton ban đầu nó đảo nghịch pha nhau, bây giờ nó sẽ đảo cùng pha với nhau. Và nó cùng pha với nhau thì nó sẽ không triệt tiêu nhau nữa, mà ngược lại nó sẽ cộng dồn với nhau. Từng proton được cộng là kết quả là hình chiếu của nó trên mặt phẳng SI sẽ tăng lên. Như vậy khi chúng ta phát sóng radio ra thì sẽ có hai hiện tượng song song. Đấy là hình chiếu trên trục Z sẽ giảm xuống, hình chiếu của vector trên trục Z sẽ giảm xuống.
và hình chiếu trên mặt phẳng XY sẽ tăng lên như thế này. Phát xong một cái hình chiếu trên trục giác giảm xuống, hình chiếu trên mặt phẳng XY sẽ tăng lên. Hay nói một cách khác, chúng ta nói rằng cái vector tổng này nó sẽ đảo qua bên này thành đảo qua một góc. Thì góc này chúng ta gọi là cái góc lực, flip angle. Góc lực của súng spinnaker là 90 độ. Góc lực của các cái súng không phải spinnaker mà gradenaker chẳng hạn thì sẽ nhỏ hơn 90 độ. 30, 40 độ chẳng hạn, tùy từng cái súng. Phát sóng rồi thì chúng ta phải tắt sóng. Vậy thì khi tắt sóng thì chuyện gì xảy ra? Nó sẽ xảy ra hai hiện tượng tương tự như khi chúng ta phát sóng, nhưng ở chiều ngược lại. Nghĩa là gì? Các proton ban đầu nó nhận năng lượng để chuyển sang trạng thái năng lượng thấp. Bây giờ chúng ta tắt sóng thì nó sẽ trở về trạng thái năng lượng. Xin lỗi, từ trạng thái năng lượng thấp chuyển qua trạng thái năng lượng cao. Bây giờ nó sẽ trở về trạng thái năng lượng thấp trở lại. Nghĩa là ban đầu nó như thế này, nó đào qua như thế này, bây giờ nó trở về như thế này. Kết quả là gì? Hình chiếu trên trục giác sẽ tăng lên. Cái hiện tượng thứ hai, các proton nó đào cùng pha nhau. Bây giờ không còn cái sóng radio nữa thì nó sẽ sao? Lệch pha nhau. Lệch pha nhau thì sao? Triệt tiêu nhau. Triệt tiêu nhau thì hình chiếu trên mặt phẳng XY sẽ giảm xuống. Như vậy rồi chúng ta thấy phát sóng radio là hình chiếu trên trục giác sẽ giảm, hình chiếu trên mặt phẳng XY sẽ tăng. Bây giờ chúng ta tắt sóng radio thì hình chiếu trên trục XY sẽ giảm và hình chiếu trên mặt phẳng trên trục giác sẽ tăng lên. Hiện tượng vector, hình chiếu vector trên trục giác tăng lên, chúng ta gọi là hiện tượng thứ duỗi dọc. Dọc là sao? Vì trục dọc. Còn hiện tượng vector trên mặt phẳng XY nó giảm xuống, gọi là hiện tượng thứ duỗi ngang hay là thứ giãn ngang. Ngang là vì mặt phẳng ngang. Thời gian của một chất, một proton nó trở về trạng thái bình thường trên trục dọc gọi là thời gian T1. Thời gian để một chất nó giảm trên mặt phẳng XY gọi là thời gian T2. Ngang đây các anh chị hiểu cho, như vậy T1, T2 là gì? Là thời gian của một chất để một proton để nó trở về trạng thái năng lượng ban đầu trên mặt phẳng, trên trục giác và trên mặt phẳng XY. T1 là trên trục dọc, mặt phẳng XY là trên mặt phẳng ngang. Và mỗi chất trong cơ thể nó có thời gian T1 và T2 khác nhau, đặc trưng cho mỗi một chất. Thì thường thường T1 và T2 là hiện tượng tự nhiên, nó rất dễ hiểu. T1 là khi mà proton nó đang lúc đầu nó đang ở trạng thái năng lượng thấp, nó nhận năng lượng để qua trạng thái năng lượng cao. Nhưng mà trạng thái năng lượng cao là trạng thái năng lượng không bền vững, nên khi mà chúng ta tắt cái sóng RF, tắt cái sóng kích thích đi thì nó sẽ mất đi cái năng lượng được cung cấp ban đầu và nó sẽ trở về trạng thái năng lượng ban đầu, là trạng thái năng lượng bền vững hơn. Giống như khi chúng ta trên này là trạng thái năng lượng cao, dưới này trạng thái năng lượng thấp, chúng ta đẩy viên đá lên đây thì khi mà chúng ta không đẩy nữa thì sao? Viên đá nó sẽ trở về trạng thái năng lượng thấp theo cái đây là trọng lực. Hiện tượng thứ duỗi ngang là hiện tượng các sóng, các proton nó lệch pha nhau sau khi chúng ta tắt sóng RF. Thì bình thường do cái môi trường từ trường nó không đồng nhất, các proton nó không bao giờ đảo cùng pha với nhau một cách tuyệt đối hết. Nhưng nhờ vào sóng RF như là một người nhạc trưởng, nó làm cho tất cả các proton nó đảo cùng pha với nhau. Nhưng mà sau khi tắt sóng RF, không còn cái người nhạc trưởng nữa thì sao? Các proton nó sẽ đảo lộn xộn và lúc đấy nó sẽ lệch pha nhau và nó sẽ mất tín hiệu trên mặt phẳng XY. Đấy, vậy gọi là hiện tượng thứ duỗi, thứ duỗi ngang. Như vậy mỗi chất nó sẽ có thời gian thứ duỗi dọc,
và thư gửi ngang hay thời gian T1 và T2 khác nhau. Nó phụ thuộc vào gì? Nhiều yếu tố. Trong đó thời gian T1 nó phụ thuộc vào cái quan trọng nhất là tương tác với cái hạt nhân xung quanh. Vì sao lại quan trọng? Là vì nó phải có tương tác với cái hạt nhân xung quanh để nó truyền năng lượng, để nó trở về trạng thái năng lượng ban đầu. Thời gian T2 nó phụ thuộc vào cái quan trọng nhất là cái sự không đồng nhất của từ trường. Từ trường càng không đồng nhất thì các proton nó càng lệch xa nhau nhanh, và kết quả là thời gian T2 nó sẽ càng ngắn. Như vậy, slide cuối cùng của tuổi hôm nay tóm tắt lại tất cả những cái mà chúng ta nói từ lúc 8:30 giờ, hơn 1 tiếng đồng hồ, gần 1 tiếng rưỡi. Đấy là gì? Tóm tắt lại trong 4 ý. Thứ nhất, các proton thì nó mang điện tích, đúng không? Điện tích dương, và nó sắp xếp ngẫu nhiên trong môi trường. Đấy là khi mà chúng ta để bệnh nhân ở ngoài tự nhiên. Bây giờ chúng ta đẩy bệnh nhân vào trong máy cộng hưởng từ có từ trường là B0. B0 có thể là 1.5 Tesla hoặc là 3 Tesla. Thì xảy ra hiện tượng gì? Dưới tác dụng của từ trường, các proton sẽ sắp xếp theo hai trạng thái thuận chiều hoặc ngược chiều từ trường. Bây giờ bắt đầu kỹ thuật viên họ phát các chuỗi sóng là các sóng RF. Thì xảy ra hiện tượng gì? Hai hiện tượng. Các proton ở trạng thái năng lượng thấp, nó sẽ nhận năng lượng và chuyển lên trạng thái năng lượng cao. Đó là hiện tượng thứ nhất. Hiện tượng thứ hai là dưới tác dụng của sóng RF này, các proton bắt đầu chuyển động cùng pha với nhau. Tiếng Anh gọi là in phase, là nó cùng pha với nhau. Phát sóng RF xong rồi thì chúng ta tắt sóng. Tắt sóng thì xảy ra hiện tượng gì? Như là hai hiện tượng trên nhưng mà trạng thái ngược lại, ở chiều ngược lại. Đấy là gì? Lúc đầu nó cùng pha với nhau thì bây giờ nó sẽ lệch pha. Đây. Thứ hai, proton ở trạng thái năng lượng cao thì giờ nó trở về trạng thái năng lượng thấp. Ở đây cả nhà thầy có cái tên sóng 90 độ. Thì thôi chúng ta nói cái sóng RF ấy. Thì ở đây người ta gọi cái sóng RF này là cái sóng 90 độ. Thì tại sao người gọi là 90 độ? Có phải là vì nó phạt vuông góc 90 độ về cơ thể không? Không phải. Mà là vì nó làm cho cái vector tư hóa của proton nó đảo một góc 90 độ. Từ vector tư hóa dọc theo trục Z nên nó chuyển sang vector tư hóa ngang theo mặt phẳng thì 90 độ, nên mình gọi là súng 90 độ. Sau này chúng ta gọi sẽ súng 180 độ, là nó chuyển 180 độ và khác. Vậy thì chúng ta biết rằng các chất nó có thời gian T1 và T2 khác nhau. Vậy thì nước có T1, T2 như thế nào? T1 và T2 của nước là dài. Vì sao dài? Vì nước nó có cấu trúc phân tử rất là đơn giản. Và môi trường của nước nó rất là đồng nhất. Nước nó di chuyển liên tục ở trong các phân tử nước nó di chuyển liên tục do hiện tượng nhiệt đồng học. Nên nó rất khó truyền năng lượng cho nhau để trở về trạng thái năng lượng thấp. Do đó, nó có T1 dài. Môi trường trong nước nó đồng nhất, nên nó có T2 dài. Thì T1 và T2 của nước dài, nó gọi là long string. Nước thì cái nào cũng dài. Mở thì sao? Mở thì có T1 và T2 ngắn, nó gọi là fast food. Thì phân tử của mở rất là phức tạp. Phức tạp nên cái từ trường nó không đồng nhất, nên thời gian T2 nó ngắn. Nhưng mà vì nó phức tạp, nó có nhiều cấu trúc hóa học nên rất dễ truyền năng lượng cho nhau. Hydro truyền năng lượng cho carbon, hydro truyền năng lượng cho hydro bên cạnh.
nên nó trở về trạng thái năng lượng ban đầu rất là nhanh, nên nó có T1 cả. Như vậy các anh chị nhớ cho long drink và fast food, nước thì có T1 T2 dài, mỡ thì có T1 T2 ngắn. Đây là cái bảng thông số T1 T2 của một số chất. Chúng ta dừng ngang đây. Như vậy chúng ta nói xong cái phần cái thời gian thư duỗi dọc và thư duỗi ngang của các chất. Các anh chị nghe về chuỗi xung T1 và T2 thì bây giờ anh chị hiểu T1 là gì, T2 là gì. Thì sau này chuỗi xung T1 quy tích hay là T2 quy tích chính là các chuỗi xung mà nó khai thác các cái đặc tính của T1 và T2. Ví dụ T1 quy tích thì cái ánh nào mà có thời gian T1 ngắn thì tín hiệu nó sẽ cao. Ví dụ M có T1 ngắn thì nó sẽ cao trên các chuỗi xung mà trọng T1. Ngược lại trên chuỗi xung trọng T2 hay là T2 quy tích, ánh nào mà có thời gian T2 dài thì ánh này sẽ có tín hiệu cao trên chuỗi xung trọng T2. Ví dụ nước nó có tín hiệu cao trên chuỗi xung trọng T2 hay T2 quy tích chính là vì nó có thời gian T2 dài. Chúng ta dừng ngang đây, như vậy đủ 90 phút.